Nhân dịp đầu năm, cửa hàng Thinh Pro đang có chương trình khuyến mãi vô cùng lớn. Đó chỉ là deal giảm giá cực sốc lên 15 triệu đồng hàng loạt những sản phẩm. Ví dụ như Surface Laptop 3, 13, Razer Blade Dell 2019, Razer Blade 15 và hàng loạt những sản phẩm mà các bạn đang thấy ở đây, những chiếc máy rất là hot. Chương trình áp dụng cho tất cả các chi nhánh cửa hàng của Thinh Pro tại Hà Nội cũng như tại thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn hãy nhanh chân lựa chọn những cửa hàng Thinh Pro gần nhất để có thể mang về cho mình những sản phẩm và phần quà tuyệt vời nha. Link cụ thể các bạn có thể xem dưới phần mô tả của video nha. Thật à? Làm sao? Có một cái ngày mình lấy nước thế nào à? Là rõ một ngày tốt. Sao tự nhiên đang làm lại có ai mở nhạc thế này? Thế này thì làm sao mà làm được, phải ra xem thế nào mới được. Ô lạ nhở, mở ra là mất nhạc. Chả hiểu sao, tức quá, lần này phải ra xem như nào mới được. Tủ sách không phải. Chậu hoa cũng không phải. Cái tay này cũng không phải luôn. Hình như là nhạc loanh quanh đâu đây. À, trong đây rồi. Yes. Tắt phát cho hết quẩy luôn, bực cả mình. Mình bước qua đời nhau để làm nhau đau, để làm ai kia vậy? Gặp nhau thôi, cứ tắt đi. Về làm việc đã. Deadline gì tận mặt rồi đây này. Để làm...
không phải tại anh, cũng không phải tại em, tại trời suối khiến nên chúng mình thương.